vì sao đã đến lúc Tổng Bí thư Tô Lâm cần phải xem xét hủy bỏ Điều 4 của Hiến pháp. Theo một số đánh giá, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm được cho là một lãnh đạo có xu hướng theo chủ nghĩa tư bản, thực dụng và ưa hưởng thụ. Trong khi người tiền nhiệm của ông là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là một nhân vật bảo thủ bởi sự kiên định với chủ nghĩa xã hội Marx Lenin. Trong những ngày gần đây, dường như được bật đèn xanh, truyền thông nhà nước liên tục đưa tin về việc xử lý nghiêm khắc với các quan chức tham nhũng. Tờ báo Pháp luật Đời sống vào ngày 24 tháng 9 đưa tin cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bị tuyên án tử hình. Bản tin cho biết, kết thúc phiên tòa vào ngày 23 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên bị cáo Nguyễn Hoàng, cựu trưởng phòng tài chính kế toán, cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, mức án tử hình vì tội tham ô tài sản. Theo cơ quan điều tra, trong quá trình quản lý từ năm 2017 đến năm 2023, bị cáo Nguyễn Hoàng đã sử dụng 6 tài khoản ngân hàng để viết khống 409 giấy rút tiền, rút hơn 246 tỷ đồng, nhưng chỉ nhập quỹ có 94 tỷ đồng. Còn 152 tỷ đồng bị cáo Hoàng sử dụng cá nhân. Phải đến tháng 2 năm 2023, do nội bộ ăn chia không đều và tố cáo lẫn nhau, thì vụ việc mới bị vỡ lở. Liên quan đến vụ án, hội đồng xét xử cũng tuyên phạt hai cựu viện trưởng viện này là bị cáo Đặng Đức Anh và Nguyễn Trần Hiển với mức án 3 năm tù, cựu kế toán trưởng Phạm Sơn Thủy 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, các bị cáo này đã không kiểm tra, giám sát trước khi ký duyệt, dẫn đến việc bị cáo Hoàng có thể biển thủ công quỹ trong thời gian rất dài, nhưng không bị phát hiện. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng số tiền khổng lồ 154 tỷ đồng trong vòng 7 năm không cánh mà bay là tiền thuế và từ mồ hôi nước mắt của người dân đóng góp. Việt Nam không phải là nước đầu tiên hay duy nhất đề cập đến đảng phái chính trị trong hiến pháp. Trong quá khứ cũng như hiện tại, các quốc gia như Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Hàn và Cuba cũng có những điều khoản khẳng định sự lãnh đạo đảng cộng sản của nước họ. Thực chất, Điều 4 Hiến pháp năm 1980 được xây dựng dựa trên sự tham khảo Điều 6 Hiến pháp của Liên Xô. Điều 4 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 lại được xây dựng trên cơ sở Điều 4 Hiến pháp năm 1980 chỉ bỏ từ duy nhất sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ. Tuy nhiên, việc này cũng không làm nhẹ đi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi khái niệm đa đảng còn là vấn đề hết sức nhạy cảm. Mới đây, Hoàng Tùng Thiện, đồng sáng lập Đảng Lạc Hồng, người kêu gọi đa đảng chính trị cho Việt Nam, vừa bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên 6 năm tù vào ngày 10 tháng 9. Vì nếu không có đa đảng, không có cạnh tranh chính trị, thì những vụ tham nhũng như vậy ngày một lớn vẫn xảy ra. Trước khi lên đường đi Mỹ ít giờ, thì ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã quyết định trả tự do cho hai nhân vật nổi tiếng là Trần Huy Duy Thức và bà Hoàng Thị Minh Hồng nhằm giảm bớt áp lực quốc tế. Công luận thấy rằng Điều 4 Hiến pháp xác định vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam liên quan những vấn đề trọng đại của quốc gia là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất, trong khi thể chế chính trị độc đảng, độc tôn của Việt Nam hiện nay đã vô hiệu hóa các thiết chế kiểm tra, giám sát cũng như việc điều chỉnh quyền lực. Sự tồn tại của Điều 4 Hiến pháp dẫn đến tình trạng trạc trùng không ai khóc như vụ việc sai phạm ở Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương là một trong hàng vạn các vụ việc tham nhũng ở mọi cấp từ Trung ương đến địa phương đã, đang và tiếp tục diễn ra. Cũng là đến lúc Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban lãnh đạo Đảng phải nghiêm túc nhìn nhận lại, xem xét sửa đổi Điều 4 Hiến pháp năm 1992. Không phải không có lý khi người dân Việt Nam thường mỉa mai chua xót rằng thằng ấy là đảng viên nhưng nó vẫn là người tốt. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin vì sao đã đến lúc Tổng Bí thư Tô Lâm cần xem xét hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Không nhất thể hóa, Tổng Bí thư Tô Lâm có tiếp tục công cuộc cải cách được hay không? Sau khi chính thức được Ban chấp hành Trung ương Đảng suy tôn, trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8, ông Tô Lâm ngay lập tức đã hùng hồn tuyên bố
Việt Nam sẽ tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, ông cũng đưa ra cam kết sẽ đưa đất nước hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Theo một số ý kiến, Việt Nam cần có một nhân vật có động cơ cải cách để rũ bỏ tất cả những tàn dư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại. Người có thể đáp ứng được điều này là Tổng Bí thư Tô Lâm. Trên thực tế đã có một số thông tin và hy vọng ông Tô Lâm sẽ là một nhân vật cải cách. Một số đánh giá cho rằng ông Tô Lâm có tính cách giống cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cả ông Tô Lâm và ông Dũng đều từng là các cựu công an và là những người thực dụng trong các vấn đề đối ngoại và kinh tế. Sau khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, trong một thời gian rất ngắn, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng liên tiếp xuất hiện bên cạnh ông. Điều này khiến cho những người thân cận với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất không hài lòng. Với lý do họ rất không ưa ông Nguyễn Tấn Dũng, người trước đây bị ông Trọng và phe cánh cáo buộc đứng đầu cho nhóm trục lợi, cho phép tham nhũng hoành hành và có ý định bỏ xó hệ tư tưởng của Đảng. Những biến động của chính trường Việt Nam kể từ khi ông Tô Lâm nắm quyền đã cho thấy những nỗ lực của ông để trở thành một lãnh đạo có quyền lực tuyệt đối như ông Tập Cận Bình là không hề thuận lợi. Hình như đã có một bàn tay vô hình nào đó đang cố tình ngăn cản sự thao túng quyền lực tuyệt đối của Tô Lâm. Ở góc độ sâu xa hơn, các thế lực chống lại ông muốn ngăn chặn tiến trình xích lại gần nhau và quan hệ đang nồng ấm dần lên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Họ lấy lý do kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội và nhân danh Đảng để chống lại chủ trương cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tuy nhiên, trong diễn văn khai mạc tại Hội nghị Trung ương 10 vừa qua, ông Tô Lâm vẫn nhấn mạnh đến hai chữ đột phá. Nhiều ý kiến cho rằng đó là những chỉ dấu cho thấy ông sẽ tiếp tục thúc đẩy công cuộc cải cách của mình. Phải chăng ông Tô Lâm vẫn tiếp tục tiến trình nhất thể hóa hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước để tiếp tục tạo ra đột phá về thể chế? Cho dù tại kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 trong tháng 10 năm 2024 tới đây sẽ thực hiện việc bầu lại chức danh Chủ tịch nước, đây là điều dường như khá chắc chắn. Hơn thế nữa, sau Hội nghị Trung ương 10, ông Tô Lâm được cho là đang thất thế trước áp lực của các phe cánh trung thành với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với trung tâm là các tướng lĩnh quân đội thân Bắc Kinh. Phe quân đội về số lượng hiện đánh giá là nhiều nhất trong đảng, chiếm khoảng 13% số ủy viên Trung ương Đảng. Đồng thời, lực lượng từ lâu đã cạnh tranh với phe công an có thể kiểm soát quyền lực của ông Tô Lâm và phe cánh. Điều này cho thấy dường như có một cuộc tranh giành quyền lực mới giữa quân đội và công an, tương tự cuộc so găng giữa ông Trọng và ông Ba Dũng trước đây. Do đó, để đạt được mục tiêu cuối cùng, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn cần phải làm hài lòng các phe phái khác ở trong đảng, nhất là phe quân đội, bằng cách dung hòa, chia sẻ các lợi ích về quyền lực và quyền lợi cho họ. Việc ông Tô Lâm làm được cho là đã chủ động nhượng lại chức chủ tịch nước cho phe quân đội là một cách thông minh để ông làm hài lòng phe cánh đầy quyền lực này. Tuy nhiên, theo một số suy đoán, Bắc Kinh khó có thể buông tha cho ông Tô Lâm. Do đó, câu chuyện Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiến hành cải cách toàn diện ở Việt Nam là chuyện ít có khả năng trở thành hiện thực. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Không nhất thể hóa, Tổng Bí thư Tô Lâm có tiếp tục công cuộc cải cách được hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để được xem những bản tin mới nhất. Từ Berlin, Trung Khoa, Thời báo.de.